châu đục cung đường sắc phong châu đục cung đường vốn dòng chân chân tình kỳ sinh nhà dân chi tiền suy bên đi
buồm bì căng ngò bực vàng đi hỏi thăm cho tới bạn đang ngò tìm ra mới thấy mình bị đã bối sâu đi. Sân núi sau đường đèo mèo ta rúc 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 như trên sân núi sau đường đèo trầu đục đi về xuân đi muôn hoa thật rỡ, hội đi xuân đi muôn hoa thật rỡ. Kia nương trời lắng tiếng khen môi, áo khăn điêu tiền chợ mới. Ai bằng ngàn đèo qua xuôi, mắt mắt đông đánh đinh hoa đào thắm. Yeah.
tương đào hòa xa ý. Dùng dây quầy gánh đầu non,
chiều ca ba. Đôi tay tôi về bằng rừng mà đem cho chẳng một điều giàu sang đời đời, đem cho chẳng họ đời đời giàu sang. Thank you.
chiều quang mây chiếu đèn chùa mà thấy tăng cũng cả kỳ vọng vân vân thấy chúa kim trùng trùng yeah.
dưới đài hoa dịu dàng nghỉ nâng nâng đèo kiếm bạc có vàng đi nâng đèo kiếm bạc có vàng thành ra hồi cung bắc mẹ bao xa có ai đi bắc mẹ bao xa ai đi chiếm bài nhớ qua ngôi
Đường giàu xa đời đời đem cho chăm họ
đời đời giàu xa. Thank you.
thình bóng hoàng về hôm nay thình bóng hoàng về đền nhang kia sớm đắp nhang phong thả chân kinh có chữ Nam Mô có chữ Nam Mô chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoàng vô trong đồng hoàng bảy có phép thần đồng kỳ diệu quang minh chiếu đến chúng á đấy tăng cùng lòng kim phúc hoàng thần vận thành chư tiên chúng ông nghe
ông bảy nà còn vô của thượng để sinh ra hoàng giang tại sơn năm chân đền bảo hà diệt màu ông hà tứ dung mỹ lịch sử ghế họ Nguyễn hôm nay đẹp khác nào khi vô cung kim chiều hôm nay ông bảy ngồi nghe đàn nhà phú hoa viên núc trà cha tàu thuốc ná tinh tinh quan hoàng bảy người yêu thích nhất có thuốc thiền kèo xin ông hoàng bảy ngờ rất sang xây tuyết nguyệt xây cùng câu kim cổ xây với non sông ông bảy xây xây tròn thả ngày người chân chân phàm chúng con xưa nay họ dễ mấy ai hay tam bồng hồ về ghế họ Nguyễn hẹn này được vinh hoa quan hoàng bày nhàn ngoài đêm đất 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 đi ôi hà bảo ôi hà bảo đêm mùi phong nguyệt đi đó là tiên thành thân thân thần tiên trên bảo hà ô tiên cảnh thần tiên trên bảo hà có cùng tí dù sẽ nó na ý hoa đào nằm ngoài ý rằng người phân vì phân xa còn đem xa sáng mô sáng mô điêu thàng ô xa còn
mà sổ ý ôi sổ nam tàu ôi sổ nam tàu ông ấy họ Nguyễn là người có tâm là người có đức ý ông ấy cho vào cùng bà đến đây sáng mô sáng mô lưu phạt ô đi bà đến đây ông hoàng bày ấy cho
đừng có khinh nhị những kẻ bận màn đình. Chứ đức kia mà mì tươi tốt, ông cho vẻ vàng mà sau này. Nghe ông bày ra, nhà họ Nguyễn nó nghe ông bày ra, ông cho nước tiên để tẩy hết bụi trần đồng. Thanh nhi cao rồi lại mười phần được thanh thanh nhà cao. Có chữ yên đường treo cao mới giá ngọc nghỉ, chứ không công dùng chữ đức khuyên nghỉ để tỉnh còn đắt đắt gối tôi. Xin đi ông nghỉ hoàng bảy ông đỗ chỉ ông chứng 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 tôi. Thì đã ăn chơi đã bắt nghề anh cũng đi nên đi xe xuống ngựa với bầy khắp mọi nơi. Ông người ý ba gian đình đến nó mắt nó thành thơi. Thọ Nguyễn nâng người miền dày phúc, ông sẽ đưa đi bảo, ông sẽ đưa đi bảo. Xin đến bảo à, rốt đi giang ngò khúc khúc ngát, có khúc khúc đàn ngầm ngầm thanh nhì thót bên tai, có phù dung đi ơi hỡi phù dung. Dần dần với đời.
nhớ này câu này càng nhiều tâm đức mình sẽ gặp nhiều vinh vinh nhà hoa. Cô đôi vui chơi quan sơ về tận nỗi
sẽ giá nên hầu thượng đế mới vua ban đi tình cô vô số hằng hà y
sườn núi. Tôi ngồi đâu non đinh đinh, tôi cô ngồi đâu non cứ đuôi cà rằng đi. Bà bồn bề yêu quanh quanh vắng tanh bằng chè bằng nửa trúc xanh đầy hạt chắp đôi tay bái đầy cô ngạt ra hồi cung là bóng cô mơ mau đắp tên đình trình yêu cô mơ. Rước bóng đêm quan họ
gác một mái chèo thuyền cô bông. Cô bông chèo về đây vừa cha bát ngài dành thuyền đồn. Thầy ra hồi cung tới tỉnh Tây Hồ cô tư, tới tỉnh Tây Hồ hỏi thăm cho tới suối đất na thình còi tiên cô nàng nằm suối đất ra người đêm ta cô sáu cây mọc xuống gì đối đêm sông có đối về suối nga cô càng nghỉ thêm đức tiếng thơm danh chỉ cả chữ bánh cô đi yêu sinh nhà cho đời thành ra cô bảy kim dao tình mời sa cô tám đôi trẻ con dâng văn điện cô ta trong sông nghiên xưa cô chín ra gượng trong điện sầu khoản vai mà tự tình nghi hầu trong tình
cô chỉ đẹp như cây quế đẹp giữa rừng nghỉ hương thơm hương thơm nào mặt thì ngắt đi đừng chín mười phương tinh tinh kỳ diệu quang minh chiếu lên trung vàng mã dâng lên kim ngân cầu có vàng có sỡ dâng lên cầu về tâu đối chép biên rõ ràng thì cho đôi chữ trường sinh làm vui công yên trên từ cậu đành văn cỏ
cao tâm đà cao tinh rằng tây điền chuốc chén rượu đào nhất tuần sơi nâng nhất nhất tuần sơi nâng nâng lên bề ngọc đình các cô nâng nâng bòi đà bòi giữa cầu hoàng sơn bắt bề tây điền chuốc chén rượu đào nghỉ tuần sơi nâng nâng lên bề ngọc đình các cô nâng nâng bòi đà bòi giữa cầu hoàng sơn bắt bề tây điền chuốc chuốc chén rượu đào tâm tuần chung chung nâng nâng lên bề ngọc đình các cô nâng nâng bòi đà bòi giữa cầu hoàng sơn đẹp chín đẹp mười cậu bé tôi đẹp mà chín là đẹp mười mẫu khen là cậu khéo cậu còn đẹp trai vì nhất
tài ban đi ngân đi cho riêng thiên đông đi tài đức đi đa tinh tinh tàng đi tàng tinh 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 đi ta sinh sinh thật là sinh cái cô nàng tiên sinh sinh thật là sinh ngày ngày mai câu cho mười miệng à. Câu bé bảo rằng nghỉ họ nguyện đừng gõ mi mà lo hôm nay hầu cầu có hết một tình ngày ngày mai câu cho đồng bàn tay ngày hôm nay cậu bé về đồng ngọn tiếp tiếp mơ đồng đi bàn tay cho ngân ngân đi cho xin thì cho đồng đồng đi về đa tình 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 chào hết rồi.